Mỗi vùng miền đều có nhiều thứ quà, có thứ quà phổ biến vùng nào cũng có thứ quà đặc sản thì chỉ riêng vùng đó mới có. Nhưng đặc biệt là cách ăn quà thì chẳng nơi nào giống nơi nào. Người Hải Phòng cũng có cách ăn quà rất riêng, đó là sự không quá cầu kỳ trong cách ăn uống, không gian ăn quà không được quan tâm nhiều bằng chất lượng món quà và cách phục vụ. Thú ăn quà còn đặc biệt ở chỗ, ngoài các bữa ăn chính trong ngày, ở Hải Phòng còn có quà sáng, quà chiều, quà khuya, quà mùa đông, quà mùa hè, quà ngày nắng, quà ngày mưa. Từ đó, đủ để ta cảm nhận nét phong phú và đa dạng của một nền ẩm thực trứ danh, ẩm thực bình dân Hải Phòng. Các bạn biết không, đến Hải Phòng vào những ngày mùa đông mà được thưởng thức những bát chè nồng ấm như thế này thì cảm giác rất là tuyệt vời. Có rất nhiều sự lựa chọn, chè bà cốt, chè ngô, chè đặc nóng. Và Bảo Nhung cũng vừa tự thưởng cho mình một bát chè thơm ngon như vậy đấy. Tuy nhiên là Bảo Nhung vẫn thấy thiếu một hương vị gì đó rất đặc biệt. Quý vị có đoán được không? Hãy đi tìm câu trả lời với Bảo Nhung ngay sau đây nhé. Mới chỉ bước chân đến đầu ngõ thôi mà tôi đã ngửi thấy mùi thơm phức của vừng rang này, cả mùi nồng ấm của nước gừng nữa. Nói đến đây chắc hẳn là quý vị đã biết món ăn mà tôi muốn nói đến là gì rồi đúng không ạ? Vâng, đó chính là món sủi dìn nước tiếng khắp Hải Phòng đấy ạ. Chúng ta cùng tiếp tục đi tìm xem mùi thơm này bắt nguồn từ đâu nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cô Điệp, một người có kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề nấu sủi dìn ở Hải Phòng đấy. Thế cho nên là hôm nay tôi phải đến đây để học mót một số bí quyết để nấu món sủi dìn mới được. Công việc đầu tiên mà cô Điệp giao cho Bảo Nhung là đi chợ mua nguyên liệu. Không biết khu chợ gần đây có những thứ mà tôi cần không nhỉ? À đấy rồi, tôi đã nhìn thấy một cửa hàng đồ khô. Chúng ta thử vào đây xem có những thứ mà chúng ta cần tìm không nhé. Cháu mua các nguyên liệu về đây. Cô xem ở cháu đã đủ chưa ạ? Để cô xem nhé. Cháu mua này là thiếu rồi. Thế ạ? Thêm món gì món dừa nạo nữa. Ôi thế ạ? Thế thì để lại cháu lại chạy ra chợ mua dừa nạo cô nhé. Vâng ạ, mua nhé. Bây giờ tôi phải đi tìm chỗ bán dừa nạo mới được. Không biết ở đâu bán nhỉ? Ôi, đây rồi. Tìm mãi mới được chỗ bán dừa nạo. Chào cô ạ. Cô ơi, cô cho cháu một ít dừa nạo với ạ. Ôi, cuối cùng như vậy là tôi đã mua được dừa nạo rồi. Hy vọng là tôi không còn thiếu loại nguyên liệu gì nữa. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở về nhà cô Điệp và học cách làm sủi dìn thôi nào. Cô ơi cô, cháu thấy ở nhiều nơi khác mà cũng bán mấy món nhìn giống như sủi dìn đấy cô nhỉ? Mỗi một địa phương nó khác nhau cháu ạ. Cô có biết là món sủi dìn này có nguồn gốc như thế nào không cô? Từ người Tàu đấy. Cô này cô cũng học mót của người Tàu ngày xưa đấy. Nhân sủi dìn được làm từ dừa nạo, vừng đen, lạc giang giã nhỏ và đường trắng. Tất cả đều được đun nóng cùng một lượng nhỏ nước theo một tỷ lệ nhất định để đảm bảo đủ độ bùi và béo ngậy ngậy. Để có một nồi sủi dìn ngon như ý, ngay từ khi chuẩn bị nguyên liệu, người đầu bếp đã phải kỳ công chọn lựa rất kỹ càng. Loại gạo được chọn để làm vỏ bánh phải là loại nếp thơm, to tròn, đều hạt. Gạo trước khi đem xay thành bột được ngâm trong nước cùng chút muối trắng khoảng một ngày, thỉnh thoảng thay nước để tránh bị chua, sau đó được đem đi xay. Sau nhiều công đoạn như lặng, hút ẩm, sẽ có thứ bột mềm để nặn bánh. Sau khi đã có vỏ và nhân bánh, công đoạn nặn bánh cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ của người làm. Những chiếc sủi dìn nhỏ xinh xắn được nặn đều tay, sao cho vừa đủ độ mà cũng không làm nhân bị lộ ra ngoài. Cô ơi, cô có bán sủi dìn được bao nhiêu năm rồi ạ? Cô bán lâu lắm rồi đấy, phải 20 năm rồi. Bây giờ thì những cái người ăn số lượng người ăn sủi dìn thì có đông hơn ngày xưa không hả cô?
Nói chung là cô bán cái sủi dền đặc biệt là mùa rét thì là rất là đắt hàng. Vâng. Còn cô bán thì lượng đông, đông người ăn đó. Cô Điệp ơi, để làm món sủi dền như thế này thì có mất nhiều công đoạn lắm không ạ? Nói chung là cũng phải mất nhiều công đoạn cháu ạ. Vâng. Thứ nhất là phải ngâm gạo này, xong rồi xay thành bột, xong đó mình ép. Mình ép bột để cho nó khô lại cái túi bột đấy. Khô thật khô vào thì bắt đầu mình bỏ ra mình nhéo bột, vâng. Nhéo để cho nó có độ mềm dẻo. Thì bắt đầu mình mới nặn được. À, làm viên sủi dền là mình phải xào nhân, rồi là nấu nước đường. Nói chung là phải nhiều, rất là nhiều công đoạn. Cô ơi, cháu đi ăn sủi dền ở nhiều nơi lắm, nhưng mà cháu rất là ấn tượng với hương vị sủi dền nhà mình. Cô có biết là vì sao không? Bởi vì cháu thấy là cái nước đường ở món sủi dền nhà mình ấy có một cái vị thanh mát của nước gừng rất là thơm. Cô có thể cho cháu biết là bí quyết để cô nấu nước gừng như thế nào không ạ? Cô thì nấu nước đường gừng là cô phải nấu rất là kỳ công. Là cô phải linh gừng, linh thật kỹ. Vì là càng linh lâu, đường và gừng nó quyện lại thì nó mới cay được. Vì cay thì cái mùi thơm của gừng khi mình múc nước gừng lên mình bán ấy, thì cái mùi của nó từ đầu đến cuối lúc nào nó cũng thơm ngon mà nó có vị cay. Đấy, nhưng bắt buộc mình phải linh thật kỹ. Nghĩa là linh gừng phải linh thật kỹ. Chứ mà linh dối là không bao giờ linh được thì nó không ngon. Đấy, cũng đơn giản đấy cháu ạ. Vâng. Nhưng mà cũng kỳ công phết cô nhỉ? Phải mất công. Vâng. Mất rất nhiều công đấy. Trời se lạnh, trên nhiều con phố bắt đầu xuất hiện những hàng bán sủi dền. Đây là món quà vặt được nhiều người dân thành phố Hải Phòng yêu thích. Một bát sủi dền từ lâu đã quá quen thuộc với người dân miền cửa biển. Nấu nước dùng từ mật mía sánh vàng đẹp mắt, dậy lên mùi cay ấm của gừng tươi, rồi những viên sủi dền nhỏ tròn xoe đều nhau được người nấu khéo léo, rắc trên đó là những hạt vừng thơm ngậy ngậy hoặc chút dừa nạo bùi bùi. Món ăn dân dã dễ làm ấy bất giác đã trở thành một hương vị ẩm thực, góp phần tạo nên một phong vị rất riêng, rất đậm đà như chính con người đất cảng. Tại bây giờ đang là mùa đông, thì nói chung là những cái đặc sản đường phố như này thì của Hải Phòng mình đấy thì bao giờ nó cũng có cái đặc thù rất là hay và rất là kiểu đặc trưng riêng cho cái Hải Phòng mình đấy, thì chỉ có Hải Phòng mình mới có. Ai muốn ăn thì về ví dụ như sủi dền, chè vừng đen, hoặc là quẩy giòn nóng đấy. Thế thì ăn này rất là phù hợp với mọi người, mà từ người già đến trẻ con. Vâng, vậy là sau một ngày tầm sư học nghề thì tôi đã biết cách làm sủi dền như thế nào rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ là lúc mà tôi sẽ tận hưởng thành quả ngày hôm nay của mình đấy.